Xin chào quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng của rìa Bắc, giải hội tụ nhiệt đới có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc, nối với cơn bão Yagi, cơn bão số 3 đang hoạt động trên Biển Đông, đã khiến cho thời tiết hầu khắp các nơi trên khu vực tỉnh xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông đã xuất hiện gió giật mạnh và gây ngập úng cục bộ tại một số vùng trũng thấp. Đến trưa, trời nắng gắt trở lại. Lúc 13 giờ trưa nay, nhiệt độ tại các nơi trong tỉnh phổ biến từ 29 đến 31 độ, độ ẩm từ 70 đến 76%. Đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa phía Bắc giải hội tụ nhiệt đới, có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ nối với cơn bão số 3 Yagi, có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc, nên thời tiết các nơi trong tỉnh phổ biến đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng. Hôm nay, Thủy điện Tuyên Quang đã mở một cửa xả đáy để chủ động các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế mức thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra ở Hạ Du. Các khu vực như Đoan Hùng, Phù Ninh, thành phố Việt Trì cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ và các thông tin xả lũ hồ chứa. Thường xuyên vận hành các cống dưới đê, các trạm bơm tiêu để đảm bảo ngăn lũ và tiêu úng kịp thời. Bản tin xin được tiếp tục với thông tin thời tiết ba vùng trong tỉnh. Vùng đồi núi phía Tây, ít mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Vùng đồi Trung Du, ít mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Vùng đồng bằng, ít mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết trong ngày và dự báo cho ngày mai. Cuối bản tin, như thường lệ sẽ là thông tin thời tiết 3 ngày tới.